Xin chào mọi người, và đặc biệt là những người sinh năm 1979, tuổi Kỷ Mùi, năm Mạng. Đây là video clip mà anh Ba Tử Vi sẽ chia sẻ với mọi người về tử vi vận hạn của cái năm Canh Tý cho cái tuổi của mọi người. Một trong những cái tuổi mà mình nói rằng vừa thoát ra khỏi cái đại hạn 10 năm và bắt đầu vào đại vận 10 năm với nhiều cái sự may mắn ở trong cuộc sống. Có thể nói rằng là trước cái năm năm Kỷ Hợi 2019 thì người Kỷ Mùi cũng là một trong những cái người gặp khá nhiều là sóng gió, khá nhiều những cái trục trặc ở trong công việc. Tuy nhiên qua năm 2019 thì với cái tam hợp của năm thì cũng có nhiều cái điều tích cực, cộng với là cái năm là năm mộc tương sinh cho cái mệnh hỏa của mọi người, cho nên là mọi người có cái chiều hướng nó tốt đẹp hơn so với những cái năm Mậu Tuất. Thì rõ ràng là ở trong năm Kỷ Mùi, năm Kỷ Hợi thì người Kỷ Mùi ít than vãn với mình hơn, đặc biệt là năm Mạng. Cũng có thể nói là ở trong cái tuổi này là bước vào 40 rồi, mọi người cũng chín chắn hơn. Vốn dĩ là người Kỷ Mùi là một trong những cái người là mang mệnh hỏa, nhưng mà tính tình thì cương trực, thẳng thắn, nhưng mà được tương đối là hiền diệu, hay nhún nhường, thường hay nhún nhường so với bạn bè hay là trong các mối quan hệ, cho nên là được cái nhiều người yêu thương. Dù rằng có hơi khổ cực, có hơi khó khăn, nhưng mà được con cái quảng giao như vậy nên hay chịu thiệt về bản thân trong các mối quan hệ. Với anh em cũng vậy, với bạn bè cũng vậy, với vợ chồng. Chỉ có một điều nhược điểm của người Kỷ Mùi nam mạng, đó là hay gọi là cái gì, nói thẳng quá, nói thật quá, đôi khi là làm mất lòng cái tiểu nhân, vậy thôi. Cho nên là có cuộc sống nó không có được xuôi thuận, bị tiểu nhân hãm hại. Tuy nhiên vận thế của mình đã bắt đầu từ 10 năm, từ 2020 cho đến năm 10 năm tới thì nó sẽ có nhiều cái điều tích cực, người ta gọi là đại vận 10 năm. Trong đại vận 10 năm thì không phải là năm nào cũng tốt. Trong đại vận thì 10 năm tổng kết thì sẽ đi lên. Tuy nhiên là trong đại vận thì có những năm nó cũng tụt xuống. Nó cũng có hình xin ha, đi lên đi xuống, nhưng mà rốt cuộc là trong 10 năm tới sẽ có nhiều cái điều may mắn. Bớt đi cái sự khó khăn của chịu đựng. Thì mình sẽ nói sơ cái thiên tính của người Kỷ Mùi nam mạng là như thế này. Người mà Kỷ Mùi á sinh năm 1979 thì mang mệnh hỏa. Thường thì những người mang mệnh hỏa, đặc biệt là thiên thượng hỏa như là Mậu Ngọ, Kỷ Mùi thì thường là tính tình cương trực, thẳng thắn, xong đó nói năng đôi khi thiếu suy nghĩ, do là thẳng thắn quá mà dễ làm mất lòng người khác. Bản chất thì người Kỷ Mùi tốt, không có tâm cơ, không có suy nói thôi chứ không có suy đoán hay là như thế này thế kia, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại ai hay đặt bẫy ai ở trong một cái câu nói của mình hết. Đó là người Kỷ Mùi nam mạng hay nữ mạng thì cũng gần gần giống như vậy. Người mà Kỷ Mùi á thì thường như đã nói sống rất là hết mình với bạn bè, nên là có mối quan hệ ở ngoài xã hội rất là rộng, được bạn bè yêu mến. Thì nam mệnh á thì như đã nói hồi nãy, tính tình hiền chịu, hay nhún nhường ở trong các mối quan hệ, thường suy tính mọi chuyện rất kỹ. Người Kỷ Mùi thì giữa cũng là thiên thượng hỏa, nhưng mà Kỷ Mùi và Mậu Ngọ, người Mậu Ngọ họ phiêu lưu mạo hiểm, còn người Kỷ Mùi thì ngược lại, họ tính toán chậm rãi, suy tính kỹ lắm, cho nên là người Kỷ Mùi thì sẽ không có vượng phát lên được. Thí dụ giống như mà trong làm ăn, người Mậu Ngọ làm được 5 đồng, đầu tư luôn 5 đồng để sinh ra 10 đồng. Nhưng mà người Kỷ Mùi cũng có, làm được 5 đồng thì tích lũy lại 3 đồng, chỉ lấy 2 đồng ra đầu tư thôi. Cho nên nó là khó có cái cơ hội, do suy tính kỹ quá nên bỏ qua cái cơ hội vượng phát trong sự nghiệp. Họ thường hay chịu thiệt thòi, họ thích chịu thiệt ở trong các mối quan hệ, nên được nhiều người yêu thương. Cho nên mà khi mà gặp cái gì đó sự thuận lợi thì họ hay được giúp đỡ hơn. Cùng là người Mậu Ngọ, cùng là người thiên thượng hỏa, nhưng mà Mậu Ngọ thì do là phiêu lưu nhiều cho nên là đôi khi
thiếu đi cái sự gắn kết của bạn bè, không có được giúp đỡ như người Kỷ Mùi. Có điều người Kỷ Mùi á, đôi khi là tâm trạng cũng thất thường, vốn dĩ là thiên thượng hỏa là tâm trạng thất thường lắm, dễ nổi nóng, đặc biệt là khẩu thiệt, tức là hay nói những cái lời mà nó quá thật lòng á, dễ gây mít lòng tiểu nhân, cho nên là họ thù xong rồi họ gây ra hãm hại. Nếu mà khắc phục được cái chuyện này á, người Kỷ Mùi Nam Mạng sẽ thật sự là rất là thành công ở trong cuộc sống. Tuy nhiên là thiên tính rồi, giang sơn thì dễ đổi, bản tính thì khó dời. Đó là người Kỷ Mùi ha. Về đường tình duyên á, thì rõ ràng á, với cái tương, người mà có nhiều cái đặc tính như thế thế này thì gái thì chắc chắn là sẽ có. Người ta nói là người mà Kỷ Mùi Nam Mạng á, thường đa phần mang một chút mệnh đào hoa khá vượng, tình duyên thì hài hòa, có duyên với cái làm bạn hoặc là nói chuyện với cái người khác phái. Tại vì người Kỷ Mùi á, Nam Mạng thường là hay người lắng nghe, ít nói mà, tuy là cũng ấy thôi nhưng mà cũng là người mệnh hỏa, đáng lẽ sôi nổi nổi bật. Tuy nhiên là người Kỷ Mùi thích nghe hơn là thích trình bày với cái người, nhưng cũng cái người bọn họ 7, 8, 7, 9 thì cùng mệnh nhưng mà người Kỷ Mùi thì thích nghe, thích cùng chia sẻ, cho nên là im im nói câu nào chắc câu đó, cho nên là gái khoái. Nhưng mà như đã nói thì cái người này thể hiện tình cảm ít, thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng mà sở hữu cái một cái sức hút tiềm ẩn rất là ghê gớm. Có thể là người này á sẽ không như người Mậu Ngọ là thích yêu qua xét đánh hay là như thế nào. Người Kỷ Mùi này họ yêu á, bằng những cái mối quan hệ lâu bền, cho nên là họ thường chọn những cái người như là bạn học này, bạn trong sớm hay là gì đó, người ta phải nắm rõ người này thì người ta bắt đầu yêu. Người Kỷ Mùi á, thì không thích cái tình yêu xét đánh, cứ gặp người nào đó thích cái yêu liền không có. Người Kỷ Mùi phải tạo mối quan hệ bạn bè sâu lắng rồi đi nhiều thời gian và yêu, chứ còn phải như Mậu Ngọ thấy được con mắt là chơi liền ha, yêu liền không có đâu ha. Là người khó yêu, ta nói không, cái mối quan hệ xây dựng thì khó yêu nhưng yêu thì lại hết mình. Một số là các anh á vào sinh vào những cái tháng mà có đào hoa mạnh á, thậm chí là hơi lụy tình. Đó là thiên tính của cái người Kỷ Mùi Nam Mạng. Mình nhắc lại sơ sơ thôi, chứ còn cái này thì mình có làm trong cái video về tử vi trọn đời của người Kỷ Mùi Nam Mạng rồi. Mình nói chi tiết hơn, sâu hơn, nhưng mà chắc là lâu rồi, từ hồi mình nói hình như hồi năm 2016 mình có làm cái video clip cho trọn đời. Mình nói tuổi nào như thế nào, tháng nào sao không. Thì vận vào cái tử vi của năm Canh Tý, năm 2020, một cái năm thổ đối với người Kỷ Mùi, là có thể nói là năm bắt đầu của đại vận 10 năm, thì mình xem nó như thế nào. Người mà như vậy mà năm Canh Tý, thì năm Canh Tý là một năm thổ, như vậy mới với cái mạng hỏa gặp năm thổ là bị sinh xuất, xét về chủ mạng. Cho nên là chủ về hao tốn sức khỏe, không được tốt đẹp cho lắm về mặt sức khỏe. Mình thấy trước 40 thấy vương vai vững vàng lắm, nhưng mà người Kỷ Mùi bắt đầu từ đây mới là thấy sức khỏe mình nó hơi suy yếu một chút xíu. Gặp cái năm suy yếu như vậy nữa thì tốt nhất là phải cẩn thận về mặt sức khỏe, tránh dầm mưa. Vốn dĩ người Kỷ Mùi sợ lạnh, đó, hay sợ cảm lắm, cảm là lâu hết. Sao mà sao chủ của năm á là Kỷ Mùi Nam Mạng trong năm Canh Tý là bị sao Vân Hớn chiếu mạng. Mà sao Vân Hớn á, là một trong những cái sao chủ về rối rắm, nạn tai, công việc làm ăn thì nó chỉ ở mức trung bình thôi. Nó chủ yếu là rối rắm nhưng không xấu về công việc làm ăn. Sao Vân Hớn á, thì nếu đúng đó, nó là một hung tinh, tuy nhiên nó là hành hỏa, cho nên đối với người Kỷ Mùi á thì nó không có quá tác dụng nặng nề ở lên cái phần công việc, chỉ có đề phòng cái phần khẩu thiệt, đề phòng những cái việc mà tai bay vạ gió bị người ta hại. Chủ yếu là rối rắm thôi, nhưng mà mình vẫn giải quyết được. Hãy nhớ là mình ăn trong cái đà để đi lên mới bắt đầu cất cánh.
sau 10 năm đi xuống, bây giờ mình mới cất cánh lên thì cũng đừng có quá nôn nóng mà bung ra. Ở trong năm này mình vẫn tiếp tục chờ thời. Đặc biệt mà với các bạn mà làm trong cái cơ quan hãng xưởng sự nghiệp nhà nước đó, thì đây là một cái năm rất dễ thuận lợi về đường công danh. Đó là mình nói như vậy. Cái năm Kỷ Hợi là năm Tam Hợp. Nguyên tâm năm Tam Hợp đó chỉ mới ở được cái phần gọi là đề xuất thôi, chưa được cái chức vị, thì yên tâm, cái năm Canh Tý tới này sẽ có cái chức vị, có cái sự hanh thông ở trong cái công danh sự nghiệp của mình. Đó là một cái điều tích cực. Tuy nhiên là phải kiềm chế, đặc biệt là vào những cái tháng 3, tháng 6 và tháng 9. Ba cái tháng này là ba tháng xung của mình ở trong cái mối quan hệ. Đặc biệt ví dụ như mà về mà mình lên chức hay là gì đó, thì ở trong những cái tháng này thì mình cũng phải cẩn thận. Với cái bộ sậu trước hay là như thế nào đó thì mình phải cần cẩn thận. Đặc biệt là nhà, các bạn kỹ mùi như Nam Mạng nha. Rồi, hạn là một cái hạn thiên la. Hạn thiên la thì người ta nói sẽ đem đến tinh thần bất an. Gặp hạn thiên la thì cần đề phòng cái chuyện tai bay và gió. Cái chuyện có mà không mà người ta có cho mình, để ý lời ăn tiếng nói. Đặc biệt là cái hạn thiên la này á, là mình tinh thần của mình, hoặc là mình luôn luôn bị đặt vào cái trạng thái lo lắng, không biết tin ai, hơi lung lay một tí xíu. Nhưng mà đỡ một tí xíu là người Kỷ Mùi á, vốn dĩ là một cái người rất là chắc chắn, đi bước nào chắc bước đó. Mình nói cũng là thiên thượng hỏa, nhưng mà nếu mà mình với lại ông Kỷ Mùi thì mình hoàn toàn trái ngược, liều lắm, còn Kỷ Mùi không có đâu, không có liều, từ từ. Cho nên là cái sự lo lắng này hơi thái quá một tí xíu. Không ai làm gì được mình ở trong năm này. Tuy nhiên là cứ phải lo lắng bồn chồn, do là có thể là cái vị trí mới, công việc mới, hanh thông chưa được, không biết rồi nó có xấu như những năm vừa rồi hay không. Đó là cái sự lo lắng của người Kỷ Mùi ở trong năm này. Vận niên thì là một vận niên không được tốt đẹp. Người ta nói vận niên là vận niên mã ngộ đao, tức là ngựa bị trúng thương. Cái hình tượng con ngựa bị bệnh, chỉ mình cứ tưởng tượng là con ngựa mà đang ngựa chiến đang chạy mà tự nhiên bị thương, thì nó phải chậm lại công việc, làm cho bao nhiêu chuyện cho người này kẻ nọ, để rốt cuộc của mình lại bị thiệt hại. Cho nên là cái vận niên vẫn chưa phải là vận niên tích cực cho lắm. Phải nhớ cẩn thận rằng mình thí dụ như có lên được ở vị trí này, có được tiền tài đi nữa, thì cũng phải cần suy xét hơn nhiều điều. Với cái vận niên này thì đừng bung quá lớn, thuận theo ý trời, cứ từ từ. Vốn dĩ như cái sự chắc chắn của mình ha, đi bước nào chắc bước đó, ăn cái gì ngon cái đó thôi. Đó là những cái gì mà mình có thể nói ở trong cái vận niên. Thiên can á thì Kỷ gặp canh, thì xét về tử vi thì thuận lợi bình hòa, không có việc gì xảy ra. Cho nên công việc mọi điều không có quá tiến triển, nhưng cũng không có gặp sự chống phá. Tuy nhiên là thiên can Kỷ gặp canh, Kỷ thì nạp âm ngũ hành là thổ, canh là kim, cho nên có thể nói là nạp âm ngũ hành của thiên can là sinh xuất. Cho nên có thể nói suy luận ra là như vậy, là vẫn chưa phải là một năm thu được tài lộc tốt. Có thu nhưng cũng có chi. Năm này chi nhưng nó nằm trong cái sự đầu tư tính toán, và để cái năm tới nữa nó sẽ thu lại, hoặc là những năm tới tiếp theo nó sẽ đem ra tài lộc cho mình, chứ không phải như mọi năm là mình chi một cách mà mình không biết là tại sao mình phải chi. Tự nhiên mình làm ra nhiều tiền lắm. Kỷ Mùi thì thật sự mà nói là trong năm Kỷ Hợi làm rất là nhiều tiền nhưng không giữ được. Nhưng mà năm này thì chi ra đó, nhưng mà mình biết là cái số này là đầu tư nè, để mình lấy lại sao. Địa chi thì thật sự là không tốt đẹp. Với Mùi gặp Tý thì người ta gọi là lục hại, lục phá, chủ về phá hoại, thương tật, khó khăn. Mà địa chi thì nó nắm nhiều về phần gia đạo, cho nên mà nói là người Kỷ Mùi vào năm Tý cẩn thận việc gia đạo, tình cảm bị sức mẹ. Đặc biệt như đã nói là người của mình là vốn dĩ số đào hoa. Năm này nếu như mà lỡ có đi ăn chả, ăn nem gì đó ở ngoài thì nhớ quẹt bỏ cho kỹ.
rất dễ ảnh hưởng đến cái việc chia ly của gia đạo tình cảm. Mình đã nói là năm nay với cái rối rắm mà Sa Vân Hớn đem lại thì nó chủ nhiều về phần tình cảm, các mối quan hệ, chứ không nhiều bằng ở cái việc mà công việc làm ăn. Tại vì sao nữa, mình có đại vận 10 năm che ở trên, cái nhà mình che ở trên, thì ở dưới này thì mình nó có chút chắc trục chặt thôi, nhưng mà rất dễ ở trong năm này xảy đến cái chuyện chia ly tình cảm. Cho nên là người kỷ mùi đặc biệt là để ý tháng 6 và tháng 9 nha. Đó rồi. Đó là cái tử vi sơ khởi của năm đối với người kỷ mùi, có mặt tích cực về công việc, tuy nhiên là không tốt đẹp về mặt gia đạo cũng như về mặt sức khỏe khi mà bị sinh xuất về bổn mạng và địa chi gặp lục pháp. Đó là cái sơ khởi. Còn thử xem coi là cái các cái sao mệnh bên trong của mình nó sẽ được như thế nào, thì theo tử vi mình xét được thì thấy rằng là cung mệnh của năm 2020 đối với người mà kỷ mùi nam mạng có các sao như là Nguyệt Đức nè, Tuyệt, Đại Hao, Kiếp Sát, Phá Toái. Được mỗi ông Nguyệt Đức là tốt đẹp, bị ông Tuyệt ổng chặn ở phía đằng sau. Cho nên là Nguyệt Đức này mới đầu thấy khởi đạo sự của năm rất tốt đẹp ở những, có thể nói là vậy, nhưng mà gặp Đại Hao rồi Tử Phù, Kiếp Sát, Phá Toái đi bên sau, đi ở đằng sau, đặc biệt là với Kiếp Sát sẽ có nhiều cái điều không có tốt đẹp về mặt sức khỏe, về mặt đi đường. Cho nên là năm nay với cái cung mệnh bị phá toái, Kiếp Sát đi cùng phá toái như thế này, thì ra đường đi đứng nhớ cẩn thận. Được một cái khởi sự thì tốt, nhưng mà kết quả không lại mang được cái nhiều cái điều như mong muốn. Thí dụ như mình khởi sự, mình nghĩ rằng chuyện này là phải được 10 đồng, nhưng mà kết thúc thì mình chỉ được có 2 đồng thôi, thì không sao, nó là tiền đề cho những cái năm tiếp theo trong đại vận, chứ đừng có nản chí. Dù sao đi nữa thì vẫn được so với những cái năm 10 năm vừa rồi. Nay nó gì đâu không, làm thì quá trời luôn, hưởng có một, làm thì cả trăm hưởng một, cái đó mình mới thấy khó chịu, thấy rất là bức rứt ha. Rồi cung xung chiếu của năm 2020 thì có các sao nè: Thiên Quan, Lưu Niên Văn Tinh, Lâm Quan, Trực Phù, bị Tiểu Hao. Trong cung xung chiếu có Tiểu Hao, nhưng mà vẫn có những cái phúc tinh như Thiên Quan, Lưu Niên Văn Tinh. Thì đây là một cái năm cái cung xung chiếu có nhiều cái phúc tinh hơn là phá và bại tinh. Cho nên có thể nói năm nay cái tác lực ở bên ngoài, nội tại, những cái chuyện mà bên ngoài, những chuyện mới không đem đến cho mình nhiều cái phiền toái. Đây là những chuyện nội tại, những cái chuyện đã bên trong đã xảy ra và mình phải tiếp tục đi khắc phục. Đặc biệt là với Lưu Niên Văn Tinh. Lưu Niên Văn Tinh là một trong cái phúc, những cái phúc tinh dễ đem đến cái việc về công danh sự nghiệp cho những người mà làm cái công việc về văn. Thí dụ như mà làm, mình cũng làm trong ngành công an, nhưng mà mình làm về hành chính, thì đây là những cái năm rất là tốt đẹp cho mình. Chứ còn mà mình làm mà cái ông làm hình sự, ông cứ phản ý đi ngoài đường á, thì gọi là quan võ đó, thì không tốt đẹp lắm. Vậy ha. Cho nên là người nào mà làm cái gì đó nằm ở trên giấy tờ, ngồi mà văn phòng rồi này kia, sẽ rất dễ được thành thuận lợi ở trong cái năm Canh Tý này. Rồi, đó là cung xung chiếu. Còn cung nhị hợp của năm 2020 thì có các sao: Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tràng Sinh, Bạch Hổ. Có Lộc Tồn tức là vẫn có tài lộc, vẫn làm ra được nhiều tiền, vẫn có cái lợi dư. Tuy nhiên là đi kèm với Lộc Tồn thì có Bác Sĩ và Tràng Sinh, thì nhớ cẩn thận cái việc sức khỏe, đặc biệt là ở cái vùng bụng ha, rất dễ xảy ra cái chuyện ngộ độc hoặc là đau bao tử hoặc là cái gì đó. Thì người mà kỷ mùi nam mạng, đặc biệt là những người sinh vào tháng xung,
đó là tháng Sửu, tháng 12 âm lịch, rất dễ bị cái việc đau bụng rồi ấy, đặc biệt là những người mà sinh vào những ngày trăng tối của tháng 12, coi chừng phải nằm viện vì cái việc ở trong ổ bụng, tràn sinh, đi bác sĩ đi trước tràn sinh. Tuy nhiên không nguyên nan tính bổn mạng của đâu, mình nên nhớ là năm kỳ hợi, quên, năm canh tí là vẫn là năm mới sinh xuất bổn mạng, chứ không phải năm bị, năm thủy khắc hỏa, mà là năm này hỏa sinh thổ, cho nên là suy yếu thôi chứ không đến nỗi nguyên nan bổn mạng, không sợ chết ha. Thôi kệ, có bệnh chút xíu cũng không chết của mình, mình biết để mình đề phòng những cái bệnh của mình ha. Rồi, cung tam hợp thì đặc biệt có cách sao. Cung tam hợp nói về tình cảm gia đạo thì có đào hoa, phúc đức, thiên hỷ, mộc dục, thiếu dương đường phù, thiên không. Đây là bộ sao á, chủ về cái việc tình cảm gia đạo của mình, sẽ có thể nói là có tin vui, có thêm cháu, thêm con. Nếu mà các em có các bạn có cái tuổi, những người mà vẫn chưa có con nhiều, thì đây là một năm có thể sẽ có tin vui về việc đó. Đặc biệt và với đào hoa, mình đã nói ha, hạn năm nay của Kỷ Mùi ở trên đó, mình đã nói là hạn từ đào hoa, từ tình cảm mà sinh ra, chứ không phải là cái gì hết, từ o lo âu mà không có mất tiền tài. Cho nên là có thể là rằng là tình cảm gia đạo sẽ có cái việc người thứ ba xen vô, làm cho cái tình cảm gia đạo của mình nó gây ra rạn nứt. Đặc biệt với đào hoa nó hoành hoành quá mạnh như thế này ha, các anh Kỷ Mùi thì ngồi im cười cười lắng nghe thôi, nhưng mà các chị thì rất là thích ha. Chứ còn nói nhiều như mình nhiều khi là cũng không có thích đâu. Rồi, đó là cái gọi là những cái ngôi sao đi trong tử vi của Kỷ Mùi nam mạng. Bây giờ mình sẽ xét coi vận hạn từng tháng nó sẽ ra sao. Thì đầu tiên hết á, mình sẽ chia sẻ có 6 tháng đầu năm thôi, rồi chứ để chia sẻ dài quá cái video đó, nó coi nó buồn ngủ lắm. Thì đầu tiên á, của cái năm canh tí, tức là tháng giêng á, thì là một tháng mậu dần. Tháng mậu dần là một tháng thổ, như vậy xét về trụ mạng á, thì người mệnh hỏa gặp tháng thổ là mệnh bị sinh xuất bổn mạng, sức khỏe không được tốt, cẩn thận bổn mạng ha. Mình nên nhớ là nói là tháng này là tháng giêng là tháng ăn chơi mà, người Kỷ Mùi vốn dĩ là một người rất là quảng giao, thì tháng này là ăn nhậu nhiều ha, người lại hồi nãy đã nói ha, hay bị ổ bụng, cho nên là coi chừng bao tử, coi chừng cái sự không tốt đẹp về sức khỏe. Nên nhớ rằng cả năm mình đã bị sinh xuất, tháng bị sinh xuất nữa thì nó cũng không được tốt đẹp lắm. Thiên can á, thì mậu kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, khởi động bằng một tháng cả mậu lẫn kỷ thì thuộc hành thổ, cho nên là công việc thuận lợi, không có việc gì quá chống phá ha. Hãy nên nhớ là người Kỷ Mùi nói là quảng giao, tháng giêng này gặp bạn bè này kia, cho nên là công việc ok, không có việc gì quá phải lo lắng. Rồi, địa chi thì dần mùi tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau, cho nên là gia đạo tình cảm không vấn đề. Kỷ Mùi tháng này tháng ăn chơi mà, gia đạo rồi dắt, thí dụ dắt con, dắt vợ về bên ngoại, bên nội thì chắc rằng sẽ là vui vẻ, không có việc gì cả ha. Tốt, đối với Kỷ Mùi bản viên là tháng tốt. Tiếp tục là tháng 2. Tháng 2 là tháng Kỷ Mão. Tháng 2 Kỷ Mão thì lại là tháng thổ nữa. Như vậy thì bổn mạng sức khỏe cũng sẽ giống như tháng giêng, cần phải đề phòng một tí xíu. Đặc biệt là 2 tháng thổ liên tiếp thì tháng thổ thứ 2 nó sẽ xấu hơn tháng thổ thứ nhất, cho nên là sức khỏe cần cẩn trọng nha. Đặc biệt là có thể là sẽ có xây sát tại trình, nhớ cẩn thận về xe cộ. Thiên can thì chữ kỷ của Kỷ Mão đồng hành với chữ kỷ của Kỷ Mùi, cho nên là tốt cho công việc, hanh thông, thuận lợi về tiền tài, dễ sinh tài lộc. Đặc biệt với địa chi hợi mão mùi tam hợp, tuổi mùi gặp tháng mão là hợi mão mùi tam hợp, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc.
cho nên tháng 2 tốt ha, ngon lành, tốt hơn tháng giêng nữa. Công việc có thể là tháng giêng gặp nhau bù khú ấy thôi, tháng 2 bắt đầu mới triển khai và đưa đến cái công việc, đưa đến tài lộc nó thành thông hơn. Nhưng hãy nhớ tháng giêng và tháng 2 phải vẫn cẩn thận cái phần sức khỏe của mình. Rồi tiếp tục, đó là tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý tức là tháng Canh Thìn, mà tháng Canh Thìn thì là tháng Kim. Như vậy xét về trụ mạng là hỏa khắc kim, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe tiếp tục không có tốt đẹp, cần cẩn trọng, cẩn trọng hơn cả cái tháng sinh xuất luôn cả, đúng không? Thiên can canh kỹ thì không xung công hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tháng canh, năm canh mình kỹ, sinh xuất năm, sinh xuất tháng, cho nên tháng này có thể là sẽ hao tài, không tốt đẹp. Bởi vì sao? Bởi tháng xét về địa chi, tháng 3 là tháng thìn, thìn túc sửu mùi, nó nằm trong tứ hành xung. Tuy nhiên nó nằm xa nhau thì nó cũng có sự xung khắc, cũng không có sự tốt đẹp về gia đạo tình cảm. Tuy nhiên là nó không quá lớn, như là ví dụ như là mùi với sửu là nó sát nhau, nó lục xung thì nó quá lớn, nó tạo ra cái sự xung khắc. Cái này cái sự xung khắc nó không quá lớn, tuy nhiên nó cũng không phải là thuận lợi. Có xung khắc là không có tốt rồi. Cho nên là cẩn thận với cái tháng 3. Nó hơi xấu rồi đó nha, nó không có êm như là tháng giêng và tháng 2 đâu ha, cẩn thận. Tiếp tục, đó là tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tháng Tân Tỵ. Tháng Tân Tỵ thì là thuộc kim. Như vậy hai tháng kim, hỏa khắc kim, bổn mạng cũng không được tốt đẹp cho lắm. Cho nên là càng cẩn thận ha. Mình nói rồi, năm canh Tý là năm sinh xuất bổn mạng, cho nên những tháng ở trong nó cũng có những cái điều không tốt đẹp cho bổn mạng đâu. Rồi cẩn thận. Thiên can Tân Kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tân thì cũng vẫn thuộc kim, Kỷ vẫn thuộc thổ, cho nên tiếp tục nạp âm ngũ hành là sinh xuất. Tiếp tục là một tháng có thể là phải hao tài, nhưng nằm trong sự khống chế của mình, hao đi nữa cũng không quá nhiều. Địa chi Mùi Tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không xung khắc nhau, cho nên gia đạo tình cảm của tháng này cũng không có vấn đề gì quá lớn. Ok, tốt. Mới 4 tháng thì bổn mạng sức khỏe là cả 4 nó đã không được êm rồi. Nhớ cẩn thận một tí xíu nha các em và Kỷ Mùi. Đến tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý thì tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ. Mà tháng Nhâm Ngọ là tháng Mộc. Như vậy xét về trụ mạng là Mộc sinh hỏa, bản mệnh được tôn sương, sức khỏe và bổn mạng không phải nói là nữa rồi, mình sẽ được tốt đẹp nha, tương sinh mà. Mà khi mà bổn mạng được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh cũng sẽ được hưởng lợi. Đặc biệt với lưu niên văn tinh, đây là tháng có thể nói là dễ sinh tài lộc, dễ phát triển sự nghiệp công danh. Thiên can thì Nhâm Kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc không có việc gì quá lo lắng, đừng có sợ, nó không có chống phá gì cả, ổn. Địa chi là Mùi gặp Ngọ là thuộc nhóm lục hợp. Đây là dấu hiệu của không những may mắn cho tình cảm gia đạo mà còn cho cả công việc, các mối quan hệ của mình, nó sẽ phát triển tốt đẹp. Cho nên phải nói là cái tháng này nếu là mình sẽ bung lực ở trong tháng này. Nếu có muốn cạnh tranh vị trí hay là cái gì đó thì tháng này ai cạnh tranh với mình chắc là không được, không lại đâu. Các mối quan hệ của mình sẽ rất là hanh thông, rất là tốt đẹp. Rồi đó là cái tháng 5. Tháng 6 âm lịch, tháng cuối cùng của vận hạn 6 tháng đầu năm, tức là tháng Quý Mùi, một tháng mọc tiếp. Tháng Quý Mùi thì mọc tiếp, cho nên bổn mạng tiếp tục là bổn mạng được tương sinh, tốt cho sức khỏe và bổn mạng. Đặc biệt phúc tinh và tài tinh vì thế nó được phát huy và hưởng lợi. Tốt ha. Thiên can thì lại không được đem cho lắm. Vì sao? Vì chữ Kỷ của Kỷ Mùi nó khác chữ Quý của Quý Mùi của tháng, cho nên thiên can khắc tháng cẩn thận hao tài, công việc có người chống phá. Có thể nói thí dụ giống như mà nếu theo đúng vận hạn thì tháng 5 mình lợi dụng cái mối quan hệ để mình sự tốt đẹp của nó, mình được vị trí mới thì chắc chắn rằng mình xếp mới về mà ghế nó cũng chưa được nóng, người ta cũng hay lắc cái ghế lắm,
hoặc là công việc làm ăn ở ngoài cũng vậy, người ta mà thấy mình có tiền tài người ta hãy chọc à, ha. Cho nên là cẩn thận về cái công việc. Địa chi tháng mùi gặp, tuổi mùi gặp tháng mùi à, thuộc nhóm tự hình, năm sinh tháng tuổi, cho nên cẩn thận cái việc gia đạo tình cảm không có tốt đẹp cho lắm à. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong tử vi của cái năm Canh Tý 2020 đối với tuổi Kỷ Mùi Nam Mạng, cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm có nhiều điều không tốt đẹp cho lắm về bổn mạng. Tuy nhiên công việc và tài lộc thì không có gì phải bàn cãi, quá khó khăn. Hy vọng rằng những cái thông tin vừa rồi sẽ là cái hành trang nhỏ để các bạn tuổi Kỷ Mùi Nam Mạng biết mà ứng dụng vào cuộc sống, có được cái sự tích cực ở trong cái tài lộc cũng như là tình cảm gia đạo, sức khỏe của mình. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Kỷ Mùi Nam Mạng biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như Tử Vi và Cuộc Sống thì xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui vẻ gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!